Chúa theo Thánh Gioan, chương 11, câu 1 đến câu 45. Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Bethania, làng của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh." Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: "Nào, chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã, vì không có ánh sáng nơi mình." Nói những lời này xong, người bảo họ: "Lazaro, bạn của chúng ta đang yên giấc. Tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." Các môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ người mới nói rõ: "Lazaro đã chết, Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." Ông Thomas, gọi là Didimo, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy." Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Martha đã ra đón người.
những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn. Thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.